đã tới bãi quả nhà mình. Bãi quả là 2, 4, 6 cây, mới chỉ thấy 6 cây. Liệu có một cây nữa không? Vâng, 6 cây rồi. Bãi quả 6 cây hơi dốc dốc một chút, nhưng mà 3 cây thì vẫn ăn ngon. Nói chung với bãi quả này thì Phoenician vẫn khai thác thừa tốt. Và một vòng lượn quanh tất cả các nhà bên phía Đông Từ Anh. Phoenician, Persian ở ngoài đầu cánh cầm màu 3, và Roman cầm màu 4, và cuối cùng là Choi Sơn. Vâng, Choi Sơn thì được thụt ở trong cánh một chút. Vâng, đây là một trong hai đội được coi là khá mạnh của giải thi đấu ngày hôm nay. Chúng ta đang đến với màn hình máy của Choi Sơn. Phải chăng là một sự lộc lá khi mà con sư tử đã cho con hươu về gần sát với nhà chính, và con sư tử thì đứng nguyên để chơi con hươu. Sẽ có một tên gọi là phi con sư tử để lấy 50 thực. Anh có làm như vậy hay không? Đó là một câu hỏi. Vâng, dân thì vẫn đi chặt gỗ. Anh ăn con hươu trước. Vâng, phi sư tử rồi. Kiếm lấy 50 thực anh ơi, quá lộc. Và con sư tử sẽ nằm xuống cạnh nhà chính. Vâng, không thể lãng phí được bất cứ một tài nguyên nào, cho dù là nhỏ nhất. 50 thực thì ta cũng lấy, đó là cái quý nhất. Vâng, đã thấy một cánh rừng thông. Anh đấy, anh không ấn. Vâng, chúng ta có thể thấy một điều rất lạ là người cầm màu 2 Choi Sơn. Vâng, tôi sẽ tìm máy của người cầm màu 2 Choi Sơn. Các bạn có thấy điều gì lạ không? Anh chỉ ấn M4, không thể ấn M11. Anh chỉ ấn M11, không hề ấn M4. Vâng, bây giờ thì anh đã ấn lên. Vâng, tôi nói cái anh ấn ngay. Ấn ngay cho nóng. Một con voi đang được câu về nhà chính. Vâng, một con hươu thì của trời ban anh đang tích cực khai thác. Phải chăng là lục lá khi mà con hươu này vừa mở mắt ra đã thấy bầy hươu bị một con sư tử, một con hươu bị con sư tử lùa về. Vâng, mid air rồi, quá đáng chết. Một pha để mid air hơi lãng xẹt của game thủ cầm màu 2, đó là Compact. Một cái tên gợi cho chúng ta khá nhiều điều thú vị. Vâng, trong trận thi đấu này có một Phoenician và một Roman. Vâng, đây là Roman của nhà màu 4. Phải chăng người cầm màu 4 là Huấn Đại Ca? Chúng ta cùng đến với người cầm màu 1, được coi là chủ lực của team Đông Thị Anh, khi anh là người giành giải vô địch solo 9x Thái Bình. Vâng, đây là nhà màu 1, anh được cầm Phoenician. Một điều đáng tiếc là người cầm cung lại ở phía ngoài cánh, còn Choi Sơn màu 2 cầm chém thì lại bị chui vào bên trong. Hơi đáng tiếc một chút, nhưng chúng ta hãy thử xem tài điều cung ở tài bo bế nhà cửa đỡ nhà của màu 1 như thế nào. Vâng, với một game thủ top gần chuyên nghiệp như anh thì mọi việc sẽ rất dễ dàng, nhưng với cộng đồng thì chúng ta chưa được biết đến nhiều về anh. Trong giải solo, trong giải thi đấu 44 diễn ra vào tháng vừa rồi thì đây Đông Thụy Anh cũng có mặt, và Gangster cũng là người đánh cho team Đông Thụy Anh, và các anh đã là người gần giành chức vô địch. Liệu ở Tây Thụy Anh này các anh có cải thiện được thành tích của mình hay không? Vâng, định ken cây gỗ nhưng mà hơi dốc dốc nên anh sẽ đặt bãi quả về hướng này. Vâng, với Phoenician thì 5 dân chặt gỗ là quá đủ cho việc ép đời ban đầu. Vâng, chúng ta hãy chờ đợi xem trong trường hợp này Gangster sẽ đánh gì. Phải chăng là anh sẽ đánh cung vì lượng dân là khá nhiều. Vâng, một cánh rừng kín ở trên góc 12 giờ. Vâng, dường như có một cái khe. Anh đóng một chiếc BS xuyên qua khe. Vâng, một cái khe. Đây là trận đấu mà tất cả chúng ta đang chờ đợi, khi mà hai team được đánh giá là khá mạnh. Đặc biệt là Đông Thị Anh với tư cách tham dự giải Tây Thị Anh lần này là khách mời, nhưng các anh tỏ ra không hề thua kém các team tham dự giải. Đặc biệt vượt trội là những thao tác rất mượt và nhanh của Gangster cũng như Comac. Còn ngược lại, hệ thì quá quen thuộc với chúng ta khi các anh là những nhà đương kim vô địch của giải năm ngoái. Còn BB anh vừa thiết kế xong,
lượng thực đã dồn lên và lượng gỗ thì dường như đã đủ. Vâng, BM đã được đóng BA. Đã đóng BA, đầu canh canh cung. Vâng, màu 7 hệ 0 bên phía của tem hệ không thích lên đời. Vâng, bắt đầu xóa ruộng. 27 dân Phonesian và anh đã kích đời gần 15x. Vâng, bắt đầu làm xóa những quanh ruộng, quanh nhà chính nhà mình. Có 3 chiếc ép ăn gỗ, nâng cấp chặt gỗ. Vâng, đây là nhà màu 1, găng tơ. Chúng ta sẽ đến với màn hình máy của màu 1 để xem anh đỡ nhà đầu cánh như thế nào. Liệu sau đây một ít phút. Vâng, những chiếc ruộng được vẽ theo hình cánh hoa. Một con cung tê đây xin. Tiếp tục là cho dân về ăn gỗ. Tunisian lợi thế chặt gỗ 13 ngay từ đầu. Với lợi thế này thì việc mua nhà xây các nhà quân nhà dân là không hề. Vâng, một pha vẩy trượt có chút hơi ẩu của găng tơ làm cho anh phải đen đi một máu nhà BA, là mất một ít gỗ. Vâng, đã có ngựa chém của màu dường như là màu 6 công vào nhà của găng tơ. Vâng, con cung A đang thi triển để đối đầu với con ngựa chém. Vâng, 4-3 nhà A đã được thiết kế xong. Dân đang gấp rút chuẩn bị. Anh sẽ bò bế mặt phía dưới góc 3 giờ lên. Còn mặt phía bên trên cánh rừng sẽ có hướng bò bế sau. Tiếp tục là vé ruộng. Tham lai đã là 30/40. Dường như là con ngựa giò đang chọc nông dân ăn gỗ. Vâng, con cung rợ cung tê tiếp tục ra thi triển với con ngựa giò. Vâng, tiếp tục xóa ruộng. Bạn chúng ta để thấy lượng ruộng mà găng tơ vẽ được là khá nhiều. Tiếp tục là một con dân nằm xuống 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 cái ruộng rồi. Vâng, đã có 9 cái ruộng khu vực nhà chính. Vâng, chính xác là 9 cái cộng với 2 cái ở nhà BG ở bãi cỏ phụ là 11. Vâng, con cung tê thì vẫn đang hoạt động, vẫn đang bắn rất hiệu bắn nhưng mà chưa mang lại nhiều hiệu quả khi mà con ngựa giò của đối phương chưa nằm xuống. Vâng, cánh này anh sẽ bua bê. Vâng, hai chiếc ruộng không được như ý muốn của găng tơ. Vâng, chém là chém vào nhà BS. Bãi gỗ đang bị hai con ngựa chém truy đuổi. Vâng, con ngựa giò đã nằm xuống. Con ngựa giò phải nhờ đến những con cung R của Phonetian mới hạ gục được. Hai con ngựa chém đang đuổi theo hai con cung R và tiếp tục là mang bốn cung R ra để đấu với hai ngựa chém. Nhà màu 6 bên phía hệ 0 không biết trận này cần gì. Vâng, các bạn có thể thấy ở những con game center, những chàng vỗ tay đang được vỗ lên để thể hiện sự sung sướng khi vừa giành một trận winner. Vâng, màu 6 chém đều chém quả là kinh khủng. Màu 6 trong tem hệ chính là lạc lối và Kenvin là hai tay chém khét tiếng của hệ. Vâng, chém của màu 6 vẫn đang lượn lờ xung quanh của nhà màu 1 nhưng không thành công. Chúng ta sẽ qua một số màn hình của các nhà bên phía Đông Phi Anh. Vâng, đây tam 36 là tam của Persian, khá khỏe. Persian đang có những tốt vẫy bắt cung R nhưng mà không thành công. Có một đạo ruộng nhỏ nhỏ xinh xinh ở sát mép bản đồ phía từ 6 giờ đi lên. Đây là những con cung R của nhà màu 7. Vâng, vẫy bắt ngựa giò, chúng ta có thể thấy một hình tượng khá là nhanh tay của màu 3. Anh cầm Persian, tham lai là 38/40, hai nhà là chảy đều. Anh đang đuổi theo những con cung R của nhà màu 7. Vâng, có một cái hốc nho nhỏ xinh xinh, một đạo ruộng với hình cánh hoa 3 chiếc. Vâng, nhà màu 7 đi ăn hoang. Vâng, đóng một chiếc BS chay để ăn hoang một con hiêu. Vâng, không được rồi, nhà màu 7 đã đang cắn dân của nhà màu 3. Khi mà dân bãi quả đã khai thác thực ở bãi quả xong thì đang đứng chơi gặp ngay cung R của màu 7. Vâng, màu 3
Màu 3 đang chém vào nhà màu 5. Chúng ta trở lại với timeline của người cầm cung đầu cánh, đó là Găng Tơ. Anh lúc đầu đã bị ngựa chém của màu 6 công vào nhưng anh đỡ nhà. Và bây giờ timeline đã là 72, anh được đồng đội bơm cho 600 gỗ, 300 gỗ. Và đây lạc đà của màu 7 đang chém. Và có cung R bắn chùa ở phía đằng sau. Vâng, lên nhà BA tiếp theo. Lượng ruộng là vẽ là khá đều về cho Găng Tơ. Vâng, anh đang có hướng qua bế phía bả cánh rừng, phía cánh rừng đến nhà BA. Vâng, những thao tác rất mượt. Vâng, màu 1 Găng Tơ, một cái tên mà sau giải thi đấu lần này chúng ta còn phải nhớ đến rất nhiều. Đầu cánh đánh cung và tham lai là 73/80. Chúng ta thể thấy sự độ bá. Vâng, tham lai. Vâng, tham lai đè rồi. Tham lai đè 60/40 rồi. Khi mà nhà màu 1 bên phía đem Đông Thị Anh là đem là to nhất bản đồ. Trong thi đấu này thì chúng ta có thể thấy được sự đối nhà dẻo dững và bền vững và dẻo dai của nguyên thủ cầm Phunesian. Lúc đầu thì anh tuy bị ngựa chém công vào nhưng anh đã đỡ nhà rất dẻo. Và bây giờ anh đã mang một đạo quân khá to để đi công. Tham lai là 85/96. Vâng, nạn nhân đầu tiên của đợt công kích này chính là màu 7. Màu 7 dường như là cầm Babylon khi anh vừa đánh lạc đà vừa đánh cung R. Vâng, tiếp tục là những dãy hàng nghe, những dãy vạn lý trường nghe. Vâng, tiếp tục là cho một kích cung lớn đi về phía 3 giờ. Dường như anh có hướng đẩy dân ăn gỗ ra phía ngoài khi mà lượng gỗ cánh rừng là rất mỏng. Vâng, chúng ta vừa thấy được pha canchone của nguyên thủ Găng Tơ. Anh vẫn chưa đóng BC. Vâng, anh đã đóng BC. Vâng, đây là số lượng ngựa chém khá đông đảo. Bây giờ anh đang chém thủ. Màu 6 đã chuyển sang chém thủ khi không còn đi công. Vâng, màu 6 đã bật 4. Chém thủ bật 4. Vâng, thì bị cung R của màu 1. Vâng, trong khi đó thì ở nhà mình anh đang bị màu 7 bắn xuyên qua rừng. Những con dân làm gỗ không thể làm được gỗ. Vâng, chết tới 7 sát cung. Vâng, màu 1 không biết cầm quân gì, dường như là IA Choi Sơn. Vâng, đã có những con hót. Màu 6 dường như là Choi Sơn. Đã có những con hót của Choi Sơn đang lấy cung và đấu với những con hót lưu tiều của Choi Sơn. Khi mà tham lai đã là 92, anh bung hai nhà chính ra để ăn gỗ ở cánh rừng dừa. Vâng, chúng ta có thể thấy một pha không để ý. Găng Tơ đã bị mất một kích cung R khá lớn. Vâng, màu 7 liên tục ốp A. Vâng, một pha bung nhà của Găng Tơ chăng. Nhưng số lượng cung trên dốc của anh đang thủ lại những con cung R của màu 7. Vâng, màu 7 cũng khá đông cung. Với hệ không phải là một chuyện đơn giản để dễ đối phó như các tem bình thường. Dù sao với anh cũng là đương kim vô địch của giải năm trước. Chúng ta để thấy sự sốc khu phũ phàng của Găng Tơ khi ở trong nhà chính có tới 6 thằng dân đang đứng quay tay. Vâng, chúng ta để thấy tuy như vậy màu sự công phá của màu 7 rất mãnh liệt nhưng nhà anh vẫn còn, đạo ruộng chính vẫn còn nguyên. Vâng, tham lai bắt đầu có dấu hiệu vòng trở lại khi mà nhà màu 6 bên phía của tem mẹ đã bật 4, lấy những con hót của Choi Sơn đấu với lại cung R và cung R và của Phunesian. Vâng, chúng ta có thể thấy top đã có mặt ở đây để la liếm giải thưởng của chương trình. Trong khi đó nhà của Găng Tơ vẫn bị sự công phá và móc máy của lạc đà màu 5. Vâng, rất mất tay trong những tình huống như thế này.
chúng ta có thể thấy không những thế, găng tê là nhà một người mua nhà và đứa nhà khá dẻo. Tuy tham lai to nhất bản đồ nhưng đã có những con hót của công nghệ đời 4 đấu với lại cung trời đời 3, chỗ đã sang kích quận thứ hai. Vâng, chúng ta có thể thấy tay của găng tê nhanh đến mức như thế nào. Anh tiếp tục bung những nhà chính mới để ăn gỗ và phát triển. Vâng, màu 5, những con lạc đà đang đứng quay tay. Vâng, thủ dâm thì đúng hơn. Lạc đà màu 5 đứng nguyên để cho cung R của màu 1 bắn. Rất cũ. Vâng, tam lai đang có dấu hiệu vòng lên khi mà nhà màu 6 có dấu hiệu nở ra. Trước khóa, trước khi bình luận thì tôi cũng đã đi học về cách đọc tam lai, nhưng ngoài điểm dân và điểm công nghệ thì tôi cũng chẳng biết gì hơn. Ngoài mấy cái điểm đấy tôi sẽ phải học rất nhiều nữa. Vâng, hót của Choi Sơn đã di chuyển sang nhà màu 1, và trong khi đó thì có cả sự tấn công của cả cung R màu 7. Vâng, resize rồi. Vâng, Hệ đã giành chiến thắng khi mà... Vâng, không phải hót của Choi Sơn, đó là hót của Yamato. Có một ban, một Yamato và một AC.